không xóa đi nỗi đau, còn gì đâu bao yêu thương trao nhau mấy hôm qua. Hey! 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 Thầy ơi thầy! Hả? Hả? Trời đất ơi! Đại đệ tử hùng dũng to cao của ta đã trở về rồi. Đại đệ tử, một lại này để đội ơn thầy đã dạy dỗ bao nhiêu năm qua. Một lại này để đội ơn thầy dạy dỗ bao nhiêu năm qua. Ý của con muốn nói là bây giờ con định xuống núi để trừ gian diệt bạo à? Xin thầy, xin thầy hãy đồng ý cho ý, hãy đồng nguyện, ý cho ý nguyện của đệ tử. Của đệ tử. Được, con muốn xuống núi thì con cứ xuống đi. Nhưng mà núi này cao lắm, con phải bay thì con mới xuống được. Con có biết bay không? Dạ thưa thầy. Dạ thưa thầy. Đôi khi học trò. Đôi khi học trò. Bay bổng. Bay bổng. Khinh công bây giờ. Khinh công bây giờ. Là chuyện rất bình thường. Là chuyện rất bình thường. Khá lắm. Vậy thì thể hiện cho ta xem tài nghệ của con đi. Bay tiếp đi con à. Hay lắm, khá lắm. Đào, đào. Cảm ơn nha. Ừ. Không ngờ khinh công của con lại đô như vậy. Dạ. Dạ. Rất lợi hại con à. Dạ, con còn có thể ẩm bồng thầy nữa kìa. Con vậy còn à? Có thể ẩm bồng thầy nữa kìa. Mời thầy. Mời thầy. Làm gì thầy? Thầy ơi. Thầy có nhớ năm nào? Thầy ơi, cho đến lượt em đó. Dạ thưa thầy. Thầy có nhớ trò chơi năm nào không ạ? Thầy có nhớ trò chơi năm nào không ạ? Trò chơi gì? Nhảy lên. Nhảy lên. Nhau. Cảm ơn nhau. Ai ba. Nào, chúng ta hãy cùng nhau va chạm. Thầy ngại lắm mà con. Thầy ơi thầy. Thầy ơi, thầy có nhớ trò chơi năm nào? Chơi nào? Trò chơi lần nào? 1, 2, 3. Khá lắm. Và bây giờ ta muốn thử thách nội lực của con, xem nội công của nó đạt tới mức thượng thừa hay chưa. Hãy nhìn cái cây kia. Dạ. Đó là một cái cây ngàn năm. Hãy dùng nội lực của con chưởng rất hết lá cho ta. Thưa thầy. Chưa thầy. Sao? Mục tiêu con đã thấy. Mục tiêu con đã thấy. Sợi dây bí hiểm. Chỉ cần giật một cái sợi dây này là toàn bộ cái lá nó sẽ rớt xuống. Nha, toàn bộ cái lá sẽ rớt xuống.
Con làm rụng lá mà con làm rụng luôn cả cái cây. Phải công nhận con tàn phá thiên nhiên ghê gớm. Hay. Dạ. Yeah. Coi như đã vượt qua được thử thách thứ hai của ta. Dạ. Yeah. Và bây giờ là thử thách tiếp theo. Dạ. Yeah. Hãy dùng nội con của con dốc toàn lực của con. Con không có nội con. Nội công con à, không phải là nội con. Dạ. Yeah. Con dốc hết toàn lực của con, dồn vào ngón tay trỏ của mình, dùng nó đâm xuyên qua miếng gạch này. Con có làm được không? Chỉ bằng một ngón trỏ thôi. Ngón tay trỏ là ngón này má ơi má. Dưỡng đi con. Đáng sợ, trời ơi! Đáng sợ thật. Chúc mừng con, đây là khung hình của con. Nhớ cho kỹ, chỉ bằng một ngón trỏ mà thôi. Trời ơi! Nào, giờ thì dồn toàn bộ sức mạnh của mình. Một ngón thôi, chỉ thật mạnh vào phiến đá này đi. Gán lên. Một ngón trỏ thôi. Thầy ơi, thầy, thầy đi rồi, thầy đi rồi. Tao chưa có đi. Mày mê tao đi lắm hả? Còn bây giờ có làm được hay không? Qua cầm tìm thầy, đau quá. Kèo thơm thầy hưởng, kèo thúi đưa con hả? Nhưng mà con thông minh lắm. Khá lắm. Hai con quả là thầy không thất vọng một tí nào. Nãy giờ giận nội công cho tụi con cũng tổn hao nguyên khí nhiều lắm. Không mấy ăn trái cây cho có vitamin ha. Trái cây, đem ra đây. Papa. Thôi nghỉ đi con. Nghỉ đi nha, cứ im đó. Oppa. Hãy để ta tự chọn trái. Oppa. Kuroso. Yeah. Oppa. Hãy để ta tự chọn trái. Ủa ba câu nữa. Papa. Ở trên. Ở trên. Papa. Papa. Buộc phải cạp rồi. Phải công nhận bên đây ở dơ thiệt luôn. Vậy nè. Làm sao luôn á. Oh.
Thôi mời thầy cắn. Con chơi thầy à? Thầy cắn một miếng đi. Mày trưởng thành rồi, mày ghê gớm thật. Thầy đã cắn. Mời thầy cắn. Con chơi thầy à? Tao nhắc lại đi. Tao con chơi thầy à? Tao mời thầy cắn. Mày khá lắm, tiểu tử thúi. Ăn trái cây vậy thôi cũng xong rồi. Thôi bây giờ mấy mình uống sinh tố đi. Dạ. Dạ. Hai thằng bay đừng có cười. Trái tim ta cứng lắm. Trái tim ta cứng lắm. Thằng này khá thiệt. Thằng này khá thiệt. Nào. Hãy cùng say sinh tố uống nào. Hôm nay chúng ta sẽ có món sinh tố gì đây? Ồ, đu đủ. Con à, hãy cầm đi, chút vô say sinh tố uống. Con à, hãy cầm đem đi bỏ đi, nó làm thấy gớm quá. Sư phụ. Sư phụ à, sư đây phụ. Là một trái tu tú. Đây là một trái tu tú. Đầy dinh dưỡng. Đầy dinh dưỡng. Không nên bỏ lãng phí. Mày kêu tao ăn nữa à? Mày đừng kêu tao ăn nữa à? Dạ không. Sư phụ thà chết không ăn à. Thôi, cất cho ta đi. Thôi, cất cho ta đi. Dạ. Con bé nhìn quá đẹp, mặt như cái mâm. Cái gì đấy, cái đó đâu phải cái khăn đâu trời. Quá đẹp, mặt như cái mâm. Vừa rồi là những cái màn của như là giải trí nhẹ nhàng thôi. Dạ. Cái đó thì không thể nào gọi là võ công cái thế được. Bây giờ mới là thử thách khắc nghiệt của tụi con. Ông bà mình nói không sai, nhất đẳng quyền đai không bằng dao phai chém lén. À, con biết rồi, hung con gái của sư phụ chứ gì. Ủa cái gì kì? Con biết rồi, hôn con gái của sư phụ chứ. Sau đó lại hôn sư phụ chứ gì. Khỏi luôn. Phần thi tiếp theo đó là phần thi tránh ám khí. Nào, xin mời hai cung nữ vào đây để gặp ta. Dạ. Dạ. Đây là 5 cái triển thủ uy lực vô cùng. Hãy dùng 5 cái triển thủ này phóng mạnh vào người đệ tử của ta. Nếu con né được, coi như số nó lớn. Nếu không, xui chịu. Mời hai cao thủ. Con có thù với cái lách của nó à? Đây mới là thế võ ta dạy cho con. Thân thủ của tụi con phải nói là xạo chưa từng thấy. À!
Ê sao mà vô lý vậy mày? Sao nó có cây ta con? Bay đến giết cả. Được rồi. Chúc mừng tụi con. Như vậy là môn phái của tụi ta đã chết hết rồi. Không chết không còn một mạng. Nhưng mà tụi con à, thực tế chúng ta không cần phải né phi tiêu đâu. Chúng ta có một thuật gọi là thuật ẩn thân. Đây, ta trao cho con. Khoan manh động đã. Cầm lấy. Hay quá. Hiện hình đi. Thu nhách. Còn con thì sao? Ôi trời ơi, kết quả thật là bất ngờ. Hay quá, con ẩn thân hay quá. Bây giờ lòi chỗ nào thì quýnh chỗ đó. Cái gì vậy? Bây giờ lòi chỗ nào thì quýnh chỗ đó. Cái gì vậy? Thầy chưa đi đâu tụi con à. Mặc dù rất nhiều lần tụi con âm mưu giết thầy, nhưng tụi con đừng có mơ. Ta sẽ cho tụi con xuống núi. Như người ta thường nói, trên đường hành hiệp trượng nghĩa gặp rất nhiều trắc trở. Tụi con sẽ không có chỗ dung thân đâu. Ta thương lắm. Ta đã chuẩn bị cho tụi con một vật đi đường. Ha ha, cảm ơn thầy đã cho một cái mền. Không, cái giọng đây. Ờ thầy cho con cái giọng con à. Cái mền đó của thầy. Đây, cái giọng này ta tặng tụi con. Mời con. Con khờ lắm, ra đây ta nói con nghe điều này. Thằng bé kia đã giờ chơi ta mấy lần rồi. Ta muốn nhắc nhở con nhẹ cái thôi. Con có một cái thẻ gọi là thẻ quyền lực. Dòng này lấy ra xài chơi ha. Nói vậy không hiểu hả? Hiểu, nhưng mà chưa thích dùng. Ai. Bởi vì con không làm được, mà bởi vì con muốn hành hạ tên kia. Mời hai người đổi vị trí cho nhau. Ê.
ngoài cái chuyện mình la á, mình có cái gì cho nó lạ không? Bê thế nào cũng có một màn đập mặt xuống đất. Qua trời ơi. Dạ. À cái dễ bạn. Thôi được rồi, tất cả mọi chuyện đã quá rõ ràng. Như vậy là sau bao nhiêu năm tầm sư học đạo, tụi con chứ vô dụng như ngày nào. Tao quyết định không có một đứa nào mà xuống núi hết, ở trên đây suốt đời.